Thường thường mặc ăn một mua về 3 tô. Mà hôm nay có bò viên á. Đây. Nó nhà thấy bữa giờ mập ra clip đều lại không? Có gắn lắm luôn á. Xin chào cả nhà, lại là Mập đây. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Thằng Mập Food Mập. Hôm nay Mập ăn hủ tiếu xí quách với lại bò viên khổng lồ. À, mời cả nhà thưởng thức với Mập nha. Hôm nay đặc biệt là có bò viên khổng lồ cả nhà. Thổi gió quá cả nhà ơi. Đây hủ tiếu này cả nhà. Xí quách đây. Đó. Bò viên à. Đó, mọi người thấy hôm nay mập trang trí không? Màu mè qua lá hẹ không? Mời cả nhà ăn với mập nha. Bây giờ làm một viên bò viên trước. Bò viên mập mua 18 nghìn một viên ở đường Nguyễn Văn Nguyễn quận nhất đó cả nhà. Chỗ bán bánh canh bò viên á, mập mua bò viên. Bữa ăn bánh canh mập mua đó. Bánh canh, bữa mập ăn bánh canh đó. Rồi hôm nay mập ra đó mập mua bò viên. Hủ tiếu mà mua hủ tiếu hành đạt mua 2 phần. Gió quá trời luôn. Bốn mươi tám nghìn một phần, 2 cặp xíu bách luôn. Đặc biệt bò viên này nè, nó ngọt cũng nhớ nhà, nó ngọt vì thịt bò á, nó ngọt ra cái vị thịt bò á, rồi ăn người ta làm bằng gân nhiều quá ngon lắm. 18.000 viên hồi đó mập ăn có 15.000, mà mấy năm nay lên 18.000. Đó mập cũng có quay một lần bánh canh bò viên á, hình như là giữa năm trước. Nước mắm này à, nước mắm nấu bởi cứ bê đem lên đó. Làm xíu bánh nha. Gió quá nhà ơi. Xíu bách nó tới hành đạt rồi khỏi chê rồi. Bé 24 trên 4 luôn. Do quá trời chắc màu người hủ tiếu quá à. Ăn canh thủ rồi. Chỗ gần đó.
ngon, ngọt lắm. Gió quá trời gió quá. Mát, mát nhưng mà ăn ăn cái này mình phải ăn nóng chứ, mà gió hồi cái nó nguội cái hết ngon. Hai tô mà nhiều ghê không cả nhà. Tôi thường mà ăn một mua về ba tô, mà hôm nay có bò viên á. Ngồi không để giá được. Bò viên á, mập mua 4 viên. Đây. Ngon. Ăn à, nghe mùi bò liền luôn chứ không phải là bột, chắc chắn sẽ có bột nhưng mà cái tỷ lệ bột sẽ ít hơn bò. Ngon quá. Chú bánh chưng bánh giò lại rồi đó. Quá đã, quá xuất sắc luôn. Nếu nhà thấy bữa giờ mập ra clip đều lại không, cố gắng lắm luôn á. Làm gì làm, gián chiếc thời gian ra ra clip cho cả nhà xem. Ra clip nhiều quá, vừa được gặp cả nhà mà vừa không bị la nữa. Này mở không? Hôm nào á mà hôm ra clip là cứ như rằng là Facebook, Zalo sẽ nổ inbox hỏi hôm nay sống ra clip, hôm nay bận cái gì hả? Trời mập ơi nhớ quá không ra clip, đợi hồi chiều tới giờ đủ thứ hết. Trời ơi, nghe mà đau lòng cái nha. Mà hôm nào có clip á thoải mái trong người lắm, tới giờ cái là được gặp nhau. Mập á,
thời gian rảnh Mập cũng coi những người khác làm để Mập học hỏi á. Thì Mập cũng hóng clip người ta giống như chang như người ta hóng clip của Mập vậy á. Mình muốn theo dõi coi cái người đó hôm đó làm cái gì, làm món ăn gì có hấp dẫn hay không. Cái mình cũng hóng vậy á. Hôm nào người ta hóng ra cái mình cũng thấy thiếu thiếu cái gì. Trời ơi, nguyên quả không dính gì trơn, fan. Nó bự nó nổi á, người ta phải cắt làm từ để cái nước nó vô trồng để nó chín cái viên bò viên đó cả nhà. Như số 29 Nguyễn Văn Nguyễn, quận nhất, bán từ 3 giờ chiều tới 7 giờ tối. Còn hủ tiếu Hình Lạc này nhiều chi nhánh đó, bán sáng đêm luôn. Sẵn ăn chia sẻ với cả nhà chứ không có quảng cáo. Hello, cũng có nhận một hai cái quảng cáo kiếm tiền mua sữa đồ uống chứ không có nhận quảng cáo thường xuyên cả nhà. Mập là vậy á, có gì có nói cái nấy, là không có giấu giếm gì hết. Nhiều người ha, clip nào cũng nhận quảng cáo chứ mà hỏi cái nhận quảng cáo không, không không nhận quảng cáo, mà clip nào cũng lên quảng cáo. Còn Mập hả, Mập quảng cáo cái sản phẩm Mập bán thôi mà Mập bị lao quá trời luôn, nên cũng hạn chế. Nói chung cũng có làm mà thấy tiền ham thiệt, nhưng mà quảng cáo nhiều quá nó ngập tràn quá là đâm ra chán liền. Nên tầm là một tuần nửa tháng hoặc một tháng nhận một hai cái thôi, cứ thêm thu nhập thôi. Nhận mà ngày nào cũng quảng cáo hết trơn chắc không ai xem mình nữa. Thì á, Mập á, hay nghĩ cho người khác nên Mập bị thiệt thòi hơn người ta nhiều lắm cả nha. Giống như mấy ngày hôm qua nè, ai cũng bán chân vịt ẩm ẩm cho chân vịt mà cay tứ xuyên đó nha. Mập cũng thấy vậy, Mập đăng lên bán, cái người ta cũng mua ầm ầm luôn, mua cả ngàn cái á. Cái Mập thấy thôi chắc không nhận order, quỷ hết. Nghe đồn đãi quá trời luôn, mà nói chung thì Mập không có nói là đồn cái gì, nhưng mà mọi người thì chắc cũng biết á. Với lại cái xuất xứ của nó nữa cũng hơi bị nhạy cảm.
Ban đầu mình mập tính bán rồi kiếm lời thôi, tại thấy ai cũng bán nhưng nó hot quá mình cũng đú theo. Chứ xưa giờ mập bán á thì mập ăn trước thấy ngon rồi, cái đồ gì cũng vậy vậy. Mập có đăng đồ bên Facebook đồ với Zalo nữa, mập ăn rồi mập thấy ngon, hợp vệ sinh nè ha, sạch sẽ, mập chia sẻ lại. Bởi vậy nhiều khi á 10 món á mập chọn lọc lắm á, mập bán từng 3-4 món rồi, chứ không có phải là nhập cái nào về là bán cái đó, nhập cái nào về bán cái đó. Nhiều khi về chọn ăn á, giống như chả đồ đi, giống như nhập mười mấy loại chả về đăng lên bán chừng 6-7 loại là những loại đó chắc chắn sẽ ngon. Chứ về mà ăn như bột là thôi mập không bán, thà là thôi không bán, không kiếm, không có lời chứ không sợ mang tiếng lắm. Còn chương dịch á là nó thiệt chưa có ăn, tại vì không có hàng á, cũng đặt người ta cũng muốn ăn thử coi nó ngon không mới bán. Cái đặt lâu quá cái thôi đăng lên bán thử, trời mua quá trời luôn, xong mấy mặt bán luôn. Cái nghĩ lại thôi, nghe nói nó cũng không ngon chứ lại nghe nói vậy đó, cái mập thôi thôi mập đăng là mập xin lỗi mình không bán nữa vậy đi. Nói chung thì nó cũng xuất hiện lâu rồi cả nhà, năm 2017 hay 2018 á nó đã có rồi, tự nhiên giờ hot lại. Đó. Chân dịch gì, chân dịch cai tứ xuyên nghe hấp dẫn nha, có gì chân gà, cổ gà, cánh gà rồi tùm lum á, cánh vịt rồi. Sắp tới đây nè, mập triển khai mập bán mắm, mắm Châu Đốc. Cái món đó một cái ha, có thể bán cái không đủ lời mập ăn. Nhưng mà thà vậy cả nhà, mình mua mình phải đúng tiền rồi bán mình kiếm lời mình ăn. Mập muốn đem những đặc sản miền Tây á để giới thiệu cho tất cả mọi người ở các tỉnh luôn. Những người bên trên mập á đúng dễ thương luôn. Mập đăng lập xưởng lên mập bán. Cái mọi người biết sao không? Ở ngoài Bắc á người ta ít ăn lạp xưởng lắm, giống như lạp xưởng là một cái món của miền Tây á, của miền Nam mình á mọi người. Cái người ta nói là trời ơi thích mập này quá, nó đăng lên bán thôi ủng hộ nó, nhiều người ta mua 2kg, 3kg, 4kg, có khi mua cả chục ký người ta biếu á. Nhưng mà thật sự người ta không thích ăn cái đó thiệt. Nói chung cũng có người biết ăn, nhưng mà ở ngoài miền Bắc á thì người ta không có có phái cái đó bằng miền Nam mình. Miền Nam mình Tết là lúc nào cũng có nha. Trời, bởi vậy mập chân quý lắm luôn á, ủng hộ mập. Nhiều khi người ta mua nó mua về không ăn luôn, nhưng mà vẫn ủng hộ, vẫn vui. Trời ơi, nghe vậy mừng lắm. Bởi buôn bán mà gặp vậy mà bán 1.000 người không chê một người luôn đó nha. Có chị hồi đó mập bán trước Tết ha, bán mấy trăm đơn, có khi nói thiệt một ngày đi 200-300 ký, mà chỉ có 1-2 người thôi, nói là nó ngọt quá tại vì người ta ăn ngọt không được thôi chứ không phải chê dở nữa. Chỉ 1-2 người thôi đó là mấy trăm người luôn, không ai chê đó. Nói chung hợp khẩu vị đó nha. Là mà muốn chia sẻ là ở ngoài Bắc á, mấy khán giả ở ngoài Bắc á, người ta hương mập người ta mua vậy đó cả nhà, chứ người ta không có ăn. Giống như cái lạp xưởng á, giống như là cái đặc sản ở vùng miền thì nó ở miền Nam á, nên nó phần miền Bắc không có phổ biến, vậy mà người ta vẫn mua, người ta ủng hộ, quý lắm.
Bởi vậy nói hả, sống á, cuộc sống muôn màu mới gặp. Nhiều khi người này ghét mình, nhưng mà có được á, lại 10 người, 100 người thương mình. Trời, người ghét nó đâu có giá trị. Mình quan tâm những người thương mình kìa. Đó, quá xuất sắc ngày hôm nay luôn. Đó, thì cái mấy cái món mà Mập chia sẻ địa chỉ đồ này kia, nói chung có quảng cáo mọi người nhìn mọi người dễ biết lắm, mình sẽ nhiệt tình hơn về cái địa chỉ của nó. Còn những mấy cái này Mập sẽ chia sẻ địa chỉ rồi này nọ thôi, mọi người thấy ổn thì mọi người ra mua mọi người ăn. Bò ngọt lắm. Nó xong rồi đó cả nhà. Thì hôm nay ăn nó ngắn gọn vậy thôi. Gì hủ tiếu 2 tô, 4 cục xíu quách, 4 cục bò viên. Bây giờ hai mua hai chỗ, hủ tiếu với lại cái bò là mỗi thứ mua một chỗ. Trời ơi, gió không? Gió nước nó phập phền và luôn. Thì nói chung thì cái bữa ăn hôm nay thì nó cũng tuyệt vời cả nhà. 9 trên 10 điểm. Vì nó nguội quá đó, chứ nếu mà nó nóng thì nó chắc sẽ 10 trên 10 á. Thì cả nhà thấy món ăn, ủa cái bữa ăn hôm nay làm sao ấy, thì cả nhà bình luận phía bên dưới, với lại mà có chia sẻ những cái vấn đề ngoài lề vậy đó, mọi người có góp ý thì mọi người bình luận phía bên dưới để Mập sửa nha. Còn bây giờ thì Mập đã ăn xong rồi, cảm ơn cả nhà đã xem clip của Mập. Nếu mà ai thích thì cho Mập một like và chia sẻ cho Mập để rộng rãi cho mọi người đều biết cái Mập nha. Rồi, còn ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ Mập với nhau mọi người. Còn bây giờ thì Mập kết thúc clip tại đây thôi. Hẹn gặp mọi người 6 giờ tối ngày mai nha. Bye bye.